bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp, hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Ca ngợi xe điện của Tesla nhưng lại tiết lộ mới mồm chiếc Porsche Taycan, Bill Gates bị Elon Musk công khai móc miệng. Bill Gates đã bày tỏ sự khen ngợi với Tesla nhờ việc họ giúp cải thiện ngành công nghiệp ô tô thông qua xe điện. Tuy nhiên, Bill Gates lại cho thấy ông mới tậu một chiếc xe điện của hãng Porsche. Cụ thể, trong một bài nói chuyện với YouTuber nổi tiếng vào cuối tuần trước về vấn đề giảm khí thải để cải thiện tình trạng biến đổi khí hậu, ông đã gọi ngành công nghiệp xe hơi là một trong những lĩnh vực có hy vọng nhất để có thể đóng góp vào kế hoạch cải thiện tình trạng biến đổi khí hậu. Và chắc chắn đó là Tesla. Nếu bạn phải đề cập đến một công ty giúp thúc đẩy vấn đề đó, chính là họ. Tuy nhiên, sau đó, Bill Gates lại thảo luận về việc gần đây ông đã mua một chiếc xe điện Porsche Taycan chứ không phải là Tesla. Khi một fan hâm mộ Tesla đăng tải sự thất vọng khi biết Bill Gates quyết định mua chiếc Porsche Taycan thay vì Tesla, Elon Musk bất ngờ trả lời bình luận của người này. Thú thực, cuộc trò chuyện với Bill Gates chẳng có chút ấn tượng nào cả. Elon Musk, 48 tuổi, không còn xa lạ với những dòng tweet mõng mỉa chê bai thẳng thừng các vị tỷ phú trên thế giới. Trước đây, Musk từng tỏ ra nghi ngờ về khả năng hiểu biết của CEO Facebook Mark Zuckerberg về trí tuệ nhân tạo. Vào 2019, Elon Musk tiếp tục gọi Jeff Bezos là kẻ đạo nhái sau khi CEO Amazon tiến hành một dự án vệ tinh có thể trở thành đối thủ của SpaceX. Phương Linh, Trí Đức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.